Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái mẫu vỏ thùng loa xúc kép mang mã hiệu là E218, dựa trên thiết kế của EGNE China phiên bản version 1. Ở đây là cái thùng xúc kép các bác nhé, thùng xúc kép sử dụng gọi là cái gỗ ván ép đỏ. Đấy, gỗ đỏ thì các bác biết độ cứng của nó kinh luôn. Đấy, em dựa trên thiết kế form bản gốc của hãng, làm y hệt copy ở phiên bản 1.1. Các bác nhìn bảo tại sao lại có bắn mấy cái chân cao su đây. Cái chân cao su này là để nắp cái lưới vào. Chân cao su nó sẽ bằng với mặt lưới các bác nhé, và giữ cho khi loa nó đánh thì nó không có độ bùng nhùng, và khi mình vận chuyển cái loa mình tì lên lưới thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái màng nó bass. Đấy. Đấy các bác nhé, đây là hai cái khoang nó bass này. Thùng E218 thì như các bác đã biết rồi, ngày trước em có làm hàng bãi thì em dựa trên một cái khuôn thùng hàng bãi và nó nghe phải gọi thật sự nó rất là hay. Sau đó em mang đi copy thì là cái mẫu thùng như này đây. Hiện tại em còn mười mấy đôi nữa, 15, 16 đôi nữa gì, khoảng 15, 16 đôi. Do mặt bằng hạn chế, bây giờ em xả kho thanh lý, giải phóng để cho hết hàng đi. Đấy, không có chỗ chứa thì bây giờ phải xả kho giải phóng cho nó hết hàng đi, gọi là bán cho nó hết đi. Đấy, các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Thùng này thì em thiết kế đơn giản lắm, đằng sau nó có hai cái nỗ rắc là Neutrik Speak Công, bên cạnh nó có tay sách này. Cái này là bản copy 1.1 nên là em cũng chưa tính đến cái chuyện gọi là đặt đứng lên thì thiết kế tay sách như nào. Còn đây là cái lưới sau khi đã dán vào thùng. Đấy, lưới này là lưới bằng sắt, căng bằng sắt nhá, có đục lỗ hoa văn họa tiết, và các bác có thể tùy chọn hai mẫu, như là một là e căng bằng sắt bọc vải, hai là e căng không có bọc vải. Đấy, không bọc vải, các bác thích thế nào cũng được. Thích nộ thiên thì em cho nộ thiên, mà thích nhìn đẹp đẹp lịch sự thì đẹp đẹp lịch sự. Đấy, các bác đặt loa lên trên đây đánh, hoặc là các bác đặt làm ra đứng làm kiểu gì cũng được. Đấy, thì cùng một cái khuôn thùng như E218 thì bên em đã nghiên cứu ra thêm được hai model nữa, cũng là loa 18 inch và đơn. Một mẫu là SC118XN và một mẫu nữa là TH118XN, hiện tại đều có sẵn số lượng nên các bác nào lấy thì alo trực tiếp cho em nhé. Trên đây thì em báo luôn là cái mẫu này là hợp với cái loại bát khối lượng cộng hưởng từ 150 đến 200 lít thì là chơi được. Bởi vì bát 50 khối lượng cộng hưởng ít nhất, mà gọi là khối lượng cộng hưởng còi xương nhất mà em đã từng gặp, thì nó vào 133 lít thì gần như vào cái thùng này nó sẽ hợp luôn. Tức là khối lượng cộng hưởng của bát với thùng là lớn hơn bát thì tiếng nó sẽ mềm hơn, còn thùng mà nhỏ hơn cái khối lượng cộng hưởng của bát thì tiếng nghe nó cục, nó chưa được mềm lắm. Ví dụ các bác có cái bát khối lượng cộng hưởng là 230 lít, nắp vào cái thùng này khoảng 180 lít, khoảng 150 lít, thì là nghe tiếng nó sẽ gọi là cùng cục, nó không được mềm lắm. Còn các bác mà có cái bát nó khối lượng cộng hưởng chỉ có 150 lít và khối lượng cộng hưởng của cái thùng này là tầm 180 đến 200 lít thì nghe tiếng nó sẽ được cái tiếng nó mềm, nực, êm và sâu các bác nhá, nghe tiếng nó rất là hay. Nó đây là cái lưới sắt này. Đó, lưới sắt đây, mấy hôm bụi bẩn quá. Thùng này thiết kế là theo kiểu là có hai cái vách chéo đi nhá, nó chéo trong thùng này đó, và giữa kia một thanh gỗ chéo ra đó, nhìn trông nó cứ như thế thôi. Nhưng con này thì nó đánh tiếng rất là mềm nhá. Sau thì em có thể nghiên cứu là bịt các lỗ góc này, phiên bản version 2 thì sẽ là bịt các lỗ góc này vào và thay đổi cái hướng gió của cái tấm gỗ kia để cho ra một cái khối lượng cộng hưởng có thể là lớn hơn, để cho cái tiếng nó mềm hơn tí nữa các bác nhé. Còn như đây là cái bản của hãng thì họ thiết kế như này thì em cũng copy y hệt thôi. Cái bát của hãng đang nắp là 18TBX100. Đấy, 18TBX100 hay tên là TBWK100 gì đấy, mà bát đó thì em xem là 180 mấy lít cộng hưởng ấy thì nắp vào cái thùng này. Đấy, nên là cái thùng này nó khối lượng cộng hưởng 180 mấy lít ấy, rất là to. Đấy,
nhìn này là biết. Ok nhá, thì trên đây là video giới thiệu một cái sản phẩm vỏ thông la súp mẫu E28. Các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.